chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Tổng thống Nga Putin đã đến Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin được đội danh dự chào đón hôm 16 tháng 5 khi máy bay của ông hạ cánh xuống Bắc Kinh, Trung Quốc, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5. Điện Kremlin cho biết chuyến thăm kéo dài 2 ngày này diễn ra chỉ 10 ngày sau lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo Nga, với mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Nga-Trung. Theo đài RT, ông Putin dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 16 tháng 5. Theo thông báo của Điện Kremlin trước chuyến thăm, ông Putin và ông Tập sẽ thảo luận về mối quan hệ song phương và hợp tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời xác định hướng đi chính cho sự phát triển hợp tác thực tế trong tương lai. Chuyến thăm gần nhất của ông Putin tới Trung Quốc diễn ra vào tháng 10 năm 2023, trong khi ông Tập Cận Bình có chuyến thăm Moscow vào tháng 3 năm 2023. Hai nước có mối quan hệ chặt chẽ kể từ khi Liên Xô tan rã và đã hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn căng thẳng với Mỹ và NATO. Theo hãng tin Reuters, với việc chọn Trung Quốc cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới, ông Putin đang gửi một thông điệp đến thế giới về những ưu tiên của ông và mối quan hệ cá nhân sâu sắc với ông Tập. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ông Putin khen ngợi ông Tập đã giúp xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với Nga dựa trên lợi ích quốc gia và sự tin cậy lẫn nhau sâu sắc. Ông Putin nói, chính mức độ hợp tác chiến lược cao chưa từng có giữa hai nước chúng ta đã quyết định việc tôi chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên mà tôi sẽ đến thăm sau khi chính thức nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga. Theo Reuters, ông Putin cũng sẽ thăm Cáp Nhĩ Tân, một thành phố có quan hệ chặt chẽ với Nga. Giữa căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc đón Tổng thống Nga. Trung Quốc hôm 14 tháng 5 tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích trước quyết định áp thuế bổ sung từ Mỹ, đồng thời cảnh báo các rào cản thương mại sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ rộng lớn hơn giữa hai nước. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết động thái trên của Washington là chính trị hóa các vấn đề thương mại. Bộ này nhấn mạnh hành động tăng thuế của Mỹ đi ngược lại sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được, cũng như những cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hợp tác song phương. Tuyên bố nhấn mạnh phía Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngay lập tức khắc phục hành vi sai trái và dỡ bỏ các biện pháp thuế quan bổ sung chống lại Bắc Kinh. Bắc Kinh có phản ứng nói trên sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden quyết định tăng thuế bổ sung lên 18 tỷ đô la hàng hóa nhập từ Trung Quốc trong 2 năm tới. Trong đó có xe điện, pin lithium-ion, pin mặt trời, khoáng sản quan trọng, chất bán dẫn, thép, nhôm, cần cẩu. Nhà Trắng khẳng định các biện pháp này là nhằm bảo vệ người lao động và doanh nghiệp Mỹ trước các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc, trong đó có xả hàng xuất khẩu giá rẻ ồ ạt ra thị trường toàn cầu. Theo đài CNN, thặng dư thương mại hàng hóa toàn cầu của Trung Quốc đã tăng vọt trong những năm gần đây và hiện lên đến gần 1.000 tỷ đô la, gây căng thẳng với Mỹ và châu Âu. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Washington-Bắc Kinh leo thang, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có chuyến thăm Trung Quốc trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5. Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã trước thềm chuyến thăm, ông Putin ca ngợi triển vọng lớn trong quan hệ đối tác Trung-Nga. Ông Putin nói hai nước mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, không gian, sử dụng năng lượng hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực đổi mới sáng tạo khác vì mục đích hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự báo quan hệ Nga-Trung sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Ông Putin đưa ra phát biểu trên tại trung tâm Moscow hôm 17 tháng 3 sau khi kết quả sơ bộ cho thấy ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Tờ South China Morning Post cho biết ông Putin đã giành được 87,8% phiếu bầu. Đây là kết quả cao nhất từ trước tới nay trong lịch sử nước Nga thời hậu Xô Viết, theo cuộc thăm dò do Tổ chức Ý kiến Công chúng FOM thực hiện. Theo hãng thông tấn TASS, ông Putin cho biết mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là một yếu tố ổn định, trong khi mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo hai nước cho phép phát triển mối quan hệ song phương hơn nữa. Mối quan hệ của chúng tôi đã định hình trong hai thập kỷ qua. Trung Quốc rất mạnh và chúng tôi đang bổ sung cho nhau. Đề cập đến nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin nhấn mạnh, tôi chắc chắn rằng mối quan hệ này sẽ được duy trì, phần lớn là nhờ vào mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc. Theo ông Putin, quan trọng nhất vẫn là lợi ích chung của hai nước và điều này tạo ra môi trường thuận lợi để giải quyết các nhiệm vụ chung và trong lĩnh vực quan hệ quốc tế.
quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đóng vai trò là yếu tố ổn định. Mặc dù không phải là một liên minh chính thức, Trung Quốc và Nga đã xây dựng mối quan hệ đối tác không giới hạn trong các lĩnh vực kinh tế và quân sự. Mối quan hệ Nga-Trung thậm chí còn trở nên thân thiết hơn sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái và phương Tây áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế lên Moscow. Trung Quốc cũng đã chỉ trích làn sóng trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, đồng thời đã thay thế châu Âu trở thành khách hàng năng lượng lớn nhất của Nga, trong khi sự phụ thuộc của Nga vào các sản phẩm của Trung Quốc cũng ngày càng tăng. Trước đó, hồi tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Hai bên đã ký thỏa thuận cam kết về một mối quan hệ không giới hạn này. Đến tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow và tuyên bố quan hệ giữa hai nước đang bước vào một kỷ nguyên mới. Trong cuộc gặp không chính thức này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 20 tháng 3 rằng Nga sẵn sàng thảo luận về các đề xuất của Trung Quốc nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã cùng nhau thảo luận về kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc đối với cuộc xung đột Ukraine, bao gồm lời kêu gọi đối thoại và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của tất cả các bên. Tại Điện Kremlin, ông Putin nói với ông Tập, "Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán." Tổng thống Putin nhấn mạnh, ông tôn trọng cách tiếp cận cân bằng của Trung Quốc đối với tiến trình đàm phán. Phía Nga có thái độ cởi mở đối với các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời hoan nghênh vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc trong vấn đề này. Tổng thống Putin cũng khẳng định Trung Quốc đã có bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây, đồng thời khẳng định chuyến thăm của ông Tập mang tính biểu tượng. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Bắc Kinh sẵn sàng đóng một vai trò trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Tập cho rằng, những tiếng nói hòa bình và lý trí đang ngày càng tăng lên, và phần lớn các quốc gia ủng hộ giảm căng thẳng, ủng hộ hòa giải và đàm phán, đồng thời phản đối việc đổ thêm dầu vào lửa. Trong cuộc gặp đầu tiên với ông Putin tại Moscow vào ngày 20 tháng 3, ông Tập đã ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Trong khi đó, lãnh đạo Nga cho biết hai nước có nhiều mục tiêu và nhiệm vụ chung. Ông Tập cũng bày tỏ ủng hộ ông Putin tái đắc cử. Ông Tập cho biết, tôi biết rằng cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào năm tới. Sự phát triển của Nga đã được cải thiện đáng kể dưới sự lãnh đạo vững chắc của ông. Tôi tin rằng người dân Nga sẽ tiếp tục ủng hộ ông mạnh mẽ. Cuộc hội đàm không chính thức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 20 tháng 3 kết thúc sau gần 4 tiếng rưỡi trao đổi. Hãng thông tấn TASS cho biết ông Putin đã tiễn ông Tập ra xe. Họ tiếp tục trò chuyện ngắn trước xe của ông Tập và bắt tay tạm biệt. Lần gần đây nhất, Tổng thống Vladimir Putin đến Bắc Kinh vào ngày 17 tháng 10. Chuyến thăm của ông chủ Điện Kremlin cũng được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ của Moscow đối với sáng kiến Vành đai và Con đường BRI của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Tổng thống Vladimir Putin đã ca ngợi BRI khi khẳng định "Chúng tôi hiểu một số người xem BRI là nỗ lực của Trung Quốc nhằm gia tăng ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi lại thấy điều ngược lại. Chúng tôi chỉ thấy BRI là khao khát hợp tác." Khi được các phóng viên hỏi về chuyến thăm của mình, Tổng thống Vladimir Putin cho biết chuyến thăm sẽ bao gồm các cuộc đàm phán liên quan tới BRI. Ông còn cho biết Moscow muốn liên kết những dự án thuộc BRI với nỗ lực của một liên minh kinh tế gồm các quốc gia thuộc Liên Xô, chủ yếu nằm ở Trung Á, để đạt được mục tiêu phát triển chung. Cũng theo Tổng thống Vladimir Putin, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận mối quan hệ kinh tế tài chính ngày một lớn mạnh giữa Moscow và Bắc Kinh. Trung Quốc và Nga có quan hệ tài chính ở lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao và tài chính. Trung Quốc cũng là điểm đến xuất khẩu năng lượng ngày càng quan trọng của Moscow. Ông Putin cũng đã tham dự hai diễn đàn Vành đai và Con đường được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2017 và 2019. Năm 2022, Tổng thống Putin cũng tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Năm 2023, phái đoàn Nga-Trung Quốc cùng đến Triều Tiên, dẫn đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cùng với một nhóm lãnh đạo Trung Quốc. Đây là những quan chức đầu tiên công khai đến nước này kể từ khi đại dịch bùng phát.
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, hai phái đoàn Nga và Trung Quốc sẽ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định Đình Chiến năm 1953, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, trong ngày 27 tháng 7 tại Bình Nhưỡng. Phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Lý Hồng Trung dẫn đầu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, họ đã được người đồng cấp Triều Tiên mời và sẽ tham dự các sự kiện ngày chiến thắng. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, chuyến thăm này sẽ giúp tăng cường quan hệ quân sự Nga-Triều Tiên và sẽ là một giai đoạn quan trọng trong sự phát triển hợp tác giữa hai nước. Bộ Quốc phòng Nga đã đăng một đoạn video ngắn trên kênh Telegram cho thấy ông Shoigu được một quan chức quân đội Triều Tiên chào đón trên thảm đỏ tại đường băng của sân bay. Một biểu ngữ màu đỏ với dòng chữ "Chào mừng đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu" bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Nga phía sau đội danh dự. Triều Tiên đã đóng cửa biên giới vào đầu năm 2020 đối với mọi hoạt động trao đổi thương mại và ngoại giao, ngay cả với các đối tác kinh tế và chính trị chính là Trung Quốc và Nga. Hãng thông tấn KCNA không cho biết liệu các chuyến thăm có đánh dấu bất kỳ thay đổi nào trong chính sách hay không. Các sự kiện trong lễ kỷ niệm dự kiến bao gồm một cuộc duyệt binh lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng. Cũng theo hãng tin này, hôm 26 tháng 7, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến viếng nghĩa trang dành cho binh sĩ Trung Quốc tử trận trong cuộc chiến Triều Tiên. Cùng đi với ông Kim có bà Kim Yo-jong, em gái ông. Trước đó, hai người còn đến viếng nghĩa trang các tử sĩ trong cuộc chiến giải phóng Tổ quốc hôm 24 tháng 7. Cuộc chiến giải phóng Tổ quốc vĩ đại là cách Triều Tiên gọi cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953. Triều Tiên sẽ kỷ niệm 70 năm đình chiến vào ngày 27 tháng 7. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel hôm 25 tháng 7 cho biết Nga và Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để khuyến khích họ kiềm chế hành vi đe dọa trái pháp luật. Họ cũng có vai trò tiềm năng trong việc kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.